Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với Phong thủy Gia Cát. Thay mặt cho những người thực hiện chương trình này, xin chúc tất cả quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông và may mắn. Quý vị thân mến, trong cuộc đua của 12 con giáp, con trâu là con vật đạt vị trí số 2, đại diện cho sức mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. Tử vi tháng 8 âm lịch của 12 con giáp có những luận cứ cho thấy rằng tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 có vận trình tốt đẹp, công việc hành thông thuận lợi do được tăng hợp cục với thái tuế của năm. Cho nên những quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu được quý nhân tương trợ và giúp đỡ khiến cho mọi việc đều diễn ra thuận lợi, tiền bạc luôn chảy về kết. Và để nhận biết được vận trình tuổi Kỷ Sửu trong tháng 8 âm lịch này gặp được những may mắn gì và thành tựu trong tháng này của họ như thế nào, rực rỡ ra sao và có những cái điểm gì mà họ cần phải lưu ý, thì xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết mà chúng tôi thông tin tới quý vị ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 trong tháng 8 âm lịch năm 2022. Thưa quý vị, gia chủ sinh năm 1949 Kỷ Sửu, thường gọi là tuổi Trâu, có ngũ hành bản mệnh phích lịch hỏa, tức là lửa sấm sét. Người Kỷ Sửu sinh năm 1949 là người khôn ngoan, ứng xử khéo léo, lại có ngoại hình phong độ lịch sự nên dễ gây thiện cảm trong giao tiếp. Ngoại cảnh và vẻ hào nhoáng bên ngoài rất dễ lôi cuốn, vì thế suy nghĩ và ước vọng cũng mau thay đổi. Cho dù cố gắng, cũng khó thành công với những ngành nghề đòi hỏi sự tính toán nhẫn nại và nhất là phải thể hiện tính khuôn mẫu bậc thước. Ưu điểm lớn nhất của những người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 là tinh thần trách nhiệm với công việc cao, sống thực tế, mọi chuyện đều suy xét kỹ càng trước khi thực hiện. Tuy vậy, họ lại khá bảo thủ và truyền thống, quá cứng nhắc, không khéo léo xử lý, dễ nổi nóng nên mọi chuyện thường rơi vào tình thế không thể nào vãn hồi. Về tình cảm, người tuổi Kỷ Sửu sinh năm 1949 ít khi thể hiện tình cảm của mình, nhưng nếu gặp được người phù hợp, họ sẽ bộc lộ thế giới nội tâm phong phú của mình. Người tuổi này cũng không biết cách thể hiện bản thân, làm màu trong mắt người khác nên nhiều khi bỏ lỡ cơ hội đến với mình. Phụ nữ dễ tin người, thích nghe lời đường mật từ người khác mà làm theo nên khó tránh khỏi thời trẻ thất bại. Vận mệnh gia chủ Kỷ Sửu sinh năm 1949 cũng có lúc mở mặt với đời nhưng công danh tài lộc không bền, chịu nhiều phong trần. Trong tháng này, sức khỏe bản mệnh tốt, không có điều gì đáng phải lo lắng. Nếu đau yếu cũng chỉ qua loa, gặp thầy gặp thuốc mà nhanh lành bệnh. Đương số có thể lực khá sung mãn, thoải mái làm điều mình mong muốn, tài vận khá lý tưởng, lương hưu được cải thiện, có thêm thu nhập hoặc được con cái hỗ trợ thêm. Tháng này gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình được bạn bè họ hàng xã giao đều hài hòa, tốt đẹp. Nhờ thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến kính trọng, gia đạo ấm êm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là những niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Xét về thiên can, kỷ âm thổ gặp kỷ âm thổ nên gọi là tỷ kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong tháng này, những người tuổi Sửu cần đề phòng có tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân quanh mình, cũng cần cẩn trọng có tiểu nhân quấy phá, sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến công việc mình đang tiến hành. Ngoài ra cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt dẫn tới bạo bệnh. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Đa phần tuổi Kỷ Sửu đều đang an nhàn hưởng tuổi già, nếu vẫn còn làm việc, mọi thứ suôn sẻ, kết quả khả quan. Trong tháng này, mệnh chủ có thể nhận được một số cơ hội hợp tác làm ăn có lợi, còn có thể được quý nhân phù trợ, đặc biệt là trong các dự án về bất động sản hoặc chính sách hỗ trợ xã hội. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Không ít người dễ gặp họa phá tài, phải bỏ ra một khoản lớn vì anh em bạn bè hoặc đổ nhiều tiền đầu tư hơn vào các dự án bất động sản nhưng chưa thu hoạch được kết quả như mong muốn. Nếu tình hình đầu tư không hiệu quả đó kéo dài, đương số nên suy nghĩ lại về con đường mình đã chọn, đừng cố chấp một cách mù quáng, cũng nên hạn chế giao lưu với những người không đáng tin cậy kẻo bị lừa lọc, lợi dụng.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân, tỷ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ 3, về mặt sức khỏe. Theo phong thủy lộc tài, trong tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần, tình hình sức khỏe của những người tuổi Kỷ Sửu được cải thiện khá rõ. Một số căn bệnh mãn tính cũng có dấu hiệu chuyển biến tốt nhờ hợp thầy hợp thuốc. Các bạn hãy chăm chỉ rèn luyện thể dục, vận động đúng độ tuổi và đừng quên các buổi khám định kỳ với bác sĩ. Đi lại trong tháng này cũng cần phải cẩn trọng hơn, một chút không may mắn dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe thì các bác cũng rất khó phục hồi. Các quý vị gia chủ Kỷ Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi Kỷ Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi Kỷ Sửu sinh năm 1949, các mối quan hệ gia đạo trong tháng đều được duy trì ở mức ổn định, hài hòa. Đặc biệt, nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đủ đầy cho gia đình, lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo ấm êm vô cùng. Nhìn chung gia đạo êm ấm, không có điều gì phải lo ngại. Bản mệnh vui vầy bên con cháu mà không bị những mâu thuẫn xung đột gây phiền nhiễu. Các mối quan hệ họ hàng, làng xóm, bạn bè đều hài hòa tốt đẹp. Tuy nhiên, cũng không thể tránh được những thời điểm bị ảnh hưởng của tâm lý tuổi già nên sinh buồn tuổi, cảm thấy không ai hiểu mình, rất cần người bên cạnh chia sẻ kịp thời. Nhất là với những người không còn bạn đời, con cháu cần thường xuyên quan tâm và hỏi han. Có thể khuyến khích bản mệnh ra ngoài gặp gỡ bạn bè đồng niên để có người bầu bạn, chia sẻ tinh thần. Ngoài ra, ở độ tuổi này, mệnh chủ nên suy nghĩ thoáng hơn, con cái đã lớn hãy giao quyền quyết định cho con, tránh can thiệp và quản lý quá chặt chẽ sẽ gây ra nên những khúc mắc giữa hai bên. Tổng quan tháng 8 âm lịch năm 2022, tháng Kỷ Dậu năm Nhâm Dần. Tháng 8 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 8 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 đến 25 tháng 9 năm 2022 dương lịch. Tháng 8 Kỷ Dậu có nạp âm đại dịch thổ, tháng Dậu lục hợp thìn tam hợp sửu và tỵ thành kim cục, xung mão hình Dậu hại tuất phá tý và tuyệt dần. Đối với những người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 8 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch ngày 8 tháng 8 năm 2022, tức ngày 3 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Kỷ Mùi, có nạp âm thiên thượng hỏa. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 8 năm 2022, tức ngày 15 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Tân Mùi, có nạp âm Lộ Bàng Thổ. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Kỷ Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Kỷ Sửu trong tháng 8 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 1 tháng 8 năm 2022, tức ngày 27 tháng 8 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Nhâm Tý, có nạp âm Tang Trá Mộc. Ngày âm lịch ngày 13 tháng 8 năm 2022, tức ngày 8 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Giáp Tý, có nạp âm Hải Trung Kim. Ngày âm lịch ngày 25 tháng 8 năm 2022, tức ngày 20 tháng 9 năm 2022 dương lịch có nạp giáp Bính Tý, có nạp âm Giản Hạ Thủy. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao. Hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí.
Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi tuổi Kỷ Sửu trong tháng 8 âm lịch này sẽ giúp đỡ được cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống của mình. Từ đó thì chúng ta sẽ có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Và quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh để có thể ủng hộ cho chúng tôi những người thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã khép lại. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã quan tâm theo dõi.